Nếu như các anh chị em mà có hỏi rằng cái mẫu ghế nào mà dưới 40 triệu vừa tốt vừa đẹp vừa bền thì khẳng định với mọi người rằng là hiếm có cái mẫu nào mà nó vượt qua được cái mẫu Fujizuki AS970 này. Đấy. Vì sao nó lại được đánh giá cao đến như vậy? Bởi vì mọi người có thể thấy là cái thiết kế về cái ngoại hình của nó thì thực sự là quá là xuất sắc luôn. Cái mẫu này nó được may ra y như kiểu là siêu xe ấy, mọi người nhìn này. Đây. Đấy, từ cái túi khí vai nhá, đấy, cho đến cái da lưng này, đấy, họ may, họ cắt da xong là họ may vào nó tạo tạo hình cho nó cực kỳ là chất lượng luôn, rất là đẹp luôn, đó. Còn cái nữa là nó về, mình phải nói nó về về cái độ bền của cái thằng này thì nó thuộc hàng gọi top đầu rồi, đấy, độ bền thì không không phải bàn cãi rồi. Nếu như mọi người nhá đi mua một cái ghế ghế bãi mà chưa qua sửa chữa gì ấy, thì đó cũng rất là bền rồi, còn đây nó lại là một cái hàng mua đấu giá với cái độ xuất sắc nó rất là cao đấy, mọi người có thể thấy này, đây đấy, da căng mọng luôn, không có dấu vết gì của sử dụng luôn đấy, thì mọi người vẫn có thể yên tâm sử dụng trong vòng 20 năm là bình thường. Đấy, cái độ bền của nó thì không không thể chối cãi được rồi. Đó, đây mọi người nhìn này. Sở dĩ tại sao nó có thể bền được tới những 20 năm bởi vì là có những cái mẫu đời trước của nó ấy, mọi người biết rồi. Mà nó có những con mà cách đây khoảng độ 20 mấy năm rồi, hơn 20 năm rồi, 23, 24 năm rồi. Đấy, vẫn cứ chạy vo vo thì mình đánh giá được ngay là cái mức độ bền của nó. Mà tất cả các cái động cơ và cái thiết kế các thứ về về bên trong bên mạch các thứ thì nó tựa tựa nhau đấy, thì sang những đời sau này thì nó khác về hình thức kiểu dáng và bài tập thôi đấy, còn lại nó động cơ nó giống nhau đấy, thì nó bền như thế thì mọi người biết rồi. Nhiều bác thì không hiểu thì cứ nhìn vào cái động cơ của nó thì thấy động cơ của con Fuji này nó nhỏ nhỏ hơn con Panasonic thì nghĩ là không ngon bằng, nhưng thực ra là không phải đâu. Nó động cơ ấy, thì trước khi nó đạt tới cái mức độ mà nó đơn giản như thế thì người ta đã cải tiến rất là nhiều rồi, thì nó càng đơn giản, nó càng linh hoạt thì nó càng bền. Và cái hay ở đây của nó là cái lập trình của ghế, cái lập trình của ghế nó mới là cái thứ cốt lõi, cái quan trọng, cái linh hồn của cái ghế để nó quyết định rằng cái ghế đó ngồi nó có thích hay không, ngồi nó có tốt hay không, có hiệu quả hay không. Đấy, nó là ở cái lập trình, cái đầu não của cái ghế. Đấy mới là quan trọng nha mọi người nhá. Đây bây giờ sẽ quay đi một vòng cho mọi người xem và mọi người đánh giá xem cái mức độ xuất sắc của con ghế này. Ghế này thì đảm bảo với mọi người là nguyên bản 100% từ con ốc nguyên bản đi nha mọi người nhá. Nếu mà bác nào mua về mà phát hiện ra chỗ nào mà không nguyên bản ấy thì shop sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm luôn. Đấy. Đền bù gấp đôi con ghế cho mọi người luôn. Đấy. Còn nói về độ xuất sắc thì cái mẫu này thì shop có thể đánh giá nó còn mới tới 97-98% luôn. Đấy. Nó cực kỳ là xuất sắc luôn. Tại sao mà hàng sản xuất cũng được vài năm rồi mà vẫn đánh giá thì tình trạng cao như vậy? Bởi vì những cái mẫu như thế này là nó ở cái dạng lưu kho mọi người ạ. Lưu kho ở bên Nhật. Đấy. Nên là nó rất là mới. Đây này. Nó không hề bị trầy xước một tí nào luôn nha mọi người nhá. Mọi người lưu ý nhá. Lưu ý phân biệt với những hàng bãi nhá. Hàng bãi là nó sẽ bị trầy xước hoặc là sứt mẻ hoặc là rách da rồi may lại tùm lum cả. Đấy, nên là nhiều anh chị không biết là cứ đi so sánh giá của những cái con này với hàng bãi. Trời ơi, nó khác nhau một trời một vực nhá mọi người nhá. Đấy. Ngay như cái câu chuyện là cái hàng đập hộp, cái hàng lướt nó đã chênh nhau rồi, chứ chưa nói gì một cái con hàng bãi với một cái con hàng siêu lướt như thế này. Đấy, siêu mới như thế này. Đấy. Đây AS970 này. Made in Japan này, sản xuất tại Nhật này, số thiết bị y tế đây nhá. Điện 100V, công suất là 165W. 110W động cơ. 55W sưởi. Series của con này là 10774. Đấy. Rất chắc chắn,
Đấy, đảm bảo mọi người zin nguyên bản từ con ốc zin đi nhá, tất cả nguyên bản 100% nhá. Đấy, không có chảy xước sức mẻ gì nhá. Đấy. Đây đây này. Đấy, cái nhựa này nó bóng nhá mọi người nhá. Đấy, để phân biệt với hàng bãi thì mọi người cứ nhìn vào cái độ xuất sắc của nó là biết ngay. Đấy, thì ở đây thì shop không có làm hàng bãi, chủ yếu là làm hàng đấu giá hoặc hàng tuyển chọn ở bên Nhật chuyển về thôi, chứ không có làm hàng bãi đâu mọi người. Hàng bãi thì nó có nhưng mà nó ít thôi, không có nhiều, số vài con. Bác nào thích rẻ thì lấy cái hàng bãi thôi, chứ còn những cái hàng đẹp như thế này thì nó chẳng khác gì hàng mới cả mọi người này. Nhìn này, đấy, đấy căng chưa. Cái tất cả thứ là cái vải viết này nó nhìn nó tươi và nó không hề bị rách ở đâu nhá, và còn là bị thay thế nhá. Có nhiều bác không biết là khi mà đi nhìn hàng ấy thì không, thứ nhất là không biết nhìn này, thì những cái chỗ rách ấy thì người ta cũng có thể người ta may lại, nhưng mà các bác không có biết thì cứ nghĩ rằng con ghế đó nó cũng đẹp, nhưng thực ra là nó không phải đâu. Đây, tất cả nguyên bản 100% nhá. Đó. Đấy. Nguyên bản 100% không có thay thế hay bất kỳ một tí gì cả. Đó. Tất cả nguyên bản hết. Đấy. Nếu mà hàng thay thế thì mọi người sẽ thấy ngay là nó sẽ mới bất thường, và nó kiểu nó sẽ không có cái nếp nhăn kiểu như thế này. Đấy. Nó phải có nếp nhăn này một chút thì nó mới là hàng nguyên zin nguyên bản nhá mọi người nhá. Đấy. Hàng thay thế mọi người sẽ thấy là nó sẽ có những chỗ mà nó kiểu nó mới bất thường, hoặc là cái da này nó không ăn khớp nhau, không ăn khớp nhau. Đấy, da của Việt Nam mà may vào thì nó sẽ không khớp nhau. Đây điều khiển nó mọi người nhìn này. Đấy. Đấy, căng mọng nhá, không có vết xước nào nhá. Ở đây nó có cả cái catalog của nó nhá mọi người nhá. Đây catalog. Trong đây thì nó sẽ có phong bì này. Đây là cái catalog của ghế này, giấy tờ ghế này. Đây AS970 này. Đấy, catalog mới cứng luôn. Nó mới thì cái gì nó cũng mới theo. Đấy, cái gì nó cũng mới theo mọi người nhé. Đầy đủ cả sách hướng dẫn thử tiếng Việt và cái hướng dẫn sử dụng tiếng Việt đầy đủ hết cho mọi người nhé. Đây đó, hướng dẫn sử dụng tiếng Việt có đầy đủ hết luôn. Đó. Cái mẫu này thì nó là công nghệ của nó thì nó sử dụng hai con lăn mọi người nhé, hai con lăn. Đây là cái dòng mà của Fuji sử dụng hai con lăn ấy, thì cái ưu điểm của nó là nó ra được rất nhiều bài tập và các kỹ thuật massage khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái động cơ của nó linh hoạt, nó linh hoạt, nó nhanh, nó ra được nhiều bài tập. Đấy, đấm bóp chắc sâu, hiệu quả trị liệu cao. Đây sang cái màn hình thì đây, màn hình thì cái lớp vàng vàng này nó kiểu dạng là nhôm nhá, nhôm phay nhá. Còn ở trên đây thì nó là cái màn hình màu hiển thị đa chức năng. Ở cái bản này thì nó có cả bài 30 phút nhá. Đây bài tự động của nó này, 2, 4, 5 bài này. 5 bài vai gáy này, 2, 4 bài vai gáy, 4 bài nhé, bài eo này, 2, 4 bài eo, 4 bài bài kéo giãn, 3 bài này, bài tập 30 phút này. Sang cái bản này khá là nhiều, 4 bài 30 phút, trong đó có bài VIP, bài 30 phút chuyên sâu. Đây là bài tập nhớ đó. Còn bên đây là danh sách các cái bài thủ công. Bài thủ công thì nó quá nhiều luôn. Đấy, tràn ngập luôn. Đấy. Đó. Tắt đi, mình bấm cái nút này thì hạ chân nó sẽ hạ xuống. Đó, còn khi bật lên thì chân nó sẽ tự động nó nâng lên mọi người nhé. Và một cái cơ chế đặc biệt của cái mẫu này đó là khi mà nó ngả ra thì nó ở dạng ngả trượt. Nó trượt về phía trước chứ không phải là nó ngả thông thường. Đây mọi người có thể thấy này, đấy, khi nó ngả này, đây nó đẩy về trước nhá. Đó. Nó trượt về trước này. Đấy.
nó trượt về phía trước và cái tay nó kéo lùi lại, tay nó kéo lùi lại. Đấy, đấy, cái phần toàn bộ cái phần mông với phần chân thì nó sẽ trượt về phía trước. À, lưng nó trượt về trước và cái tay nó kéo lùi lại. Thì khi mình nằm ngả ra, cái tay mình nó để đây nó không bị hụt, nó không bị hụt tay. À, và khi mà nó ngả ra như thế này này, mọi người thấy này. Đấy, cái cơ chế của nó là nó ngả ra nó thành một cái mặt phẳng, nó y như là một cái giường như thế này này. Đấy, khi mình nằm ra như là một cái giường ở bên dưới thì cái động cơ của nó sẽ hoạt động, nó sẽ đẩy lên. Đấy, nó nắn chỉnh cột sống. Đấy, nó giúp cho cột sống mình được thư giãn và có thể đưa những cái tình trạng ví dụ nó bị lệch cột sống chẳng hạn, đấy, nó về vị trí ban đầu, nó nắn chỉnh cột sống và nó giúp giảm cái sự chèn ép ở trên cái cột sống của những cái người mà hay bị đau lưng chẳng hạn, đấy, nó bị phình đĩa đệm hoặc là thoát vị chẳng hạn. Đấy, nếu mà nằm trên những cái ghế này thì nó sẽ có cái sự thư giãn rất là tốt và hỗ trợ hiệu quả trong việc là giảm đau lưng. Đó. Đấy, mọi người có thể thấy cơ chế đó, nằm thẳng tưng luôn. Đấy, thẳng tưng như cái giường luôn. Đấy, mọi thứ rất là mới, mọi người nhìn này. Đấy, quá là mới luôn. Đấy, chân này. Đấy, không hề bị chảy xước hay bị rách ở đâu cả. Đấy, quá xuất sắc luôn mọi người nhé. Quá xuất sắc luôn. Hàng này không khác gì hàng mới. Đấy, mọi người có kỹ tính mấy thì cũng sẽ hài lòng. Cái mẫu này nó có cả sưởi nhá, có sưởi này. À, có đầy đủ hết các chức năng, ví dụ nó sẽ có những chức năng là lặp lại động tác, bỏ qua động tác, di chuyển các cái phim bấm cần thiết này, di chuyển vị trí con lăn này. Đó, di chuyển vị trí con lăn, đây là quay trở lại này. Cái này tăng giảm lực nhé. Ví dụ đây mình có thể chọn lên một bài xong mình tăng giảm lực này. Cái này nó ở cái bài thủ công này nó rất nhiều cấp độ tăng giảm lực khác nhau này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, 12 cấp độ chỉnh lực khác nhau. Đấy, con lăn này để cấp độ 12 con lăn nó trồi hẳn ra ngoài luôn. Đấy, nó trồi hẳn ra ngoài. Còn ví dụ mình giảm đi nó sẽ tụt về sau. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, nó tụt về sau mình lại không thấy nó ngoáy ngoáy đâu nữa. Đấy, còn khi mà tăng lên thì mọi người sẽ thấy là nó lại đẩy ra kìa. Đấy, đẩy trôi hẳn ra, mọi người thấy chưa? Đấy, đẩy trôi hẳn ra này. Đấy. Đấy, nằm rất là thích luôn. Đấy. 12 cấp độ chỉnh lực. Quá khủng khiếp. Đây là chỉnh lực túi khí. Ở vị trí vai gáy, rồi là tay, eo, chân. Đấy, các vị trí luôn. Cái chế độ bài tập khác nhau. Còn đây là cái bài này, các cái bài tập mà đánh căng. Cái này sưởi này. Đấy, bật sưởi. Còn đây là nâng hạ ghế rồi, nâng hạ chân ghế nhá. Nâng hạ lưng ghế này. Đấy, mình có thể di chuyển con lăn bằng nút này, di chuyển này. Đấy. À, cái chân này có thể thò ra tụt vào này. Đó. Thò ra tụt vào theo chiều dài cơ thể mọi người nhé. Đấy, ngả ra. Đấy, hoạt động rất là mượt mà mọi người này. Đấy, thấy nó trượt ra trượt vào này. Đấy, cơ chế trượt. Đấy. Hoặc là các bài tập mình có thể chọn tắt ở trên đây. Đấy, hoạt động rất là êm, mọi người nghe đi. À, không, gần như không có tiếng gì, rất êm luôn. À, con này khá là êm luôn. À, phân khúc dưới 40 triệu chắc là không con nào đẹp hơn và xịn xò hơn đâu. Quá chất lượng luôn. À, rất êm luôn. Đây mình có thể tắt đi. Và mình chỉ cần bấm một cái nút này thôi là ghế nó sẽ quay trở về cái vị trí ban đầu. Đấy. Tự động hết nha mọi người nhé. Đây, người già cũng có thể dùng được, rất tiện luôn. Đấy. Con này ghế này nó rất là trường ghế và nó cơ chế nó trượt ngả ra như một cái mặt phẳng nên là nó
nằm thì nó giúp thư giãn một cách là tối đa. Đó. Rất đẹp luôn. Đấy. Phân khúc dưới 40 triệu. Đấy, các bác các anh chị em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ tới shop qua số điện thoại là 0964480666 nhá. Đấy, em Sơn chuyên ghế massage nội địa Nhật. Chỉ chuyên những cái hàng chuẩn nhất, đẹp nhất, chất lượng nhất, không bán cái hàng dựng hàng 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 xấu, hàng bãi hoặc hàng chắp vá lại hoặc là hàng sửa chữa. Đấy là shop không bán nhá. Đấy, nên là mọi người khi mà mua những cái hàng đã qua sử dụng thì mình còn phải lưu ý những cái vấn đề đấy. Đấy, tham rẻ một tí nhưng mà hàng nó không đảm bảo về mà lỗi lên lỗi xuống thì cũng hết hơi. Nhưng mà nên là mình không mua thôi, đã mua thì mua những hàng xuất sắc, hàng đẹp như thế này hoặc là hàng đập hộp. Đấy, như vậy thì nó yên tâm nhất, an toàn nhất, mà shop thì bán đi thì cũng cũng yên tâm. Đấy, chứ cũng không thể nào mà làm chụp giật, làm láo được. Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh. Các anh chị em có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào anh em.